Nhằm kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, góp phần khôi phục nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 đã được Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương khởi động đồng thời trên phạm vi toàn quốc. Theo ban tổ chức, tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 diễn ra trong tháng 7 năm 2020 sẽ kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa kích cầu tiêu dùng trong nước. Các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ chương trình sẽ áp dụng hạn mức tối đa 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại. Thông qua chương trình, các doanh nghiệp thương nhân sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động, hình thức khuyến mại để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ bảo đảm chất lượng, giá cả phù hợp. Các tổ chức doanh nghiệp khi tham gia sự kiện này sẽ sử dụng logo do ban tổ chức thiết kế việc khai thác sử dụng logo tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 phải tuân thủ theo mẫu do cơ quan tổ chức cung cấp, hướng dẫn và không được khai thác sử dụng cho các hoạt động mục đích khác ngoài các hoạt động thông tin, truyền thông, quảng bá cho các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp, các sự kiện liên quan được tổ chức trong khuôn khổ thời gian diễn ra sự kiện.